Sống đời chứng nhân thứ sáu 25 tháng 8 2023. Sống đời chứng nhân thứ sáu 25 tháng 8 2023. Sống đời chứng nhân hay nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay, hoặc chuyện khó tin nhưng có thật. Thưa anh chị em và các bạn, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, đó là những chuyện khó tin nhưng có thật. Đó là những trang nhật ký lòng thương xót Chúa ngày hôm nay được viết bởi những người thật việc thật. Mở đầu xin mời anh chị em và các bạn đón nghe một câu chuyện về một thiếu nữ mất thị lực hơn 2 năm đã nhìn thấy lại được tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon. Jimica Jimena, thiếu nữ 16 tuổi người Tây Ban Nha, từ 2 năm rưỡi đã bị mất thị lực do một vấn đề về cận thị, chỉ còn 5% thị giác, đã khôi phục thị giác hoàn toàn một cách kỳ diệu sau khi lãnh nhận bí tích thánh thể ở Fatima, Bồ Đào Nha trong một thánh lễ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tháng 8 vừa qua. Chia sẻ về việc này, Đức Hồng Y Joan Roger Omela nói rằng có những người trẻ khác tại Đại hội Giới Trẻ Lisbon cũng đã được phục hồi thị lực nội tâm của họ. Jimena đến Lisbon cùng với một nhóm thành viên Opus Dei. Trong những ngày trước đó, người thân và người quen của cô đã tổ chức tuần cửu nhật để cầu nguyện với Đức Mẹ Tuyết, được kính nhớ vào ngày 5 tháng 8, xin cho cô được bình phục. Chính vào ngày thứ Bảy, mùng 5 tháng 8, 2023, lễ Đức Mẹ Tuyết là ngày Jimena được nhìn thấy lại. Jimena kể lại với đài phát thanh COPE của Tây Ban Nha, sau khi phục hồi thị lực. Vào buổi sáng hôm đó, cô thức dậy giống như đã thức dậy từ 2 năm rưỡi nay, nhìn thấy rất mờ. Sau đó, Jimena dự thánh lễ với các bạn vì đang tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Sau khi rước lễ, cô khóc rất nhiều vì đó là ngày cuối cùng của tuần cửu nhật và cô muốn khỏi bệnh. Cô đã cầu xin với Chúa. Cô kể tiếp, khi tôi mở mắt ra, tôi đã thấy một cách rõ ràng, thật choáng ngợp. Chúng ta phải cảm tạ rất nhiều vì phép lạ. Bởi vì tôi đã nhìn thấy bàn thờ, nhìn thấy nhà tạm, nhìn thấy bạn bè của tôi ở đó. Và tôi đã nhìn thấy họ một cách rõ ràng. Hơn nữa, cô tuyên bố rằng cô có thể đọc lời cầu nguyện của tuần cửu nhật và bảo đảm rằng vẫn đọc khá tốt. Ân sủng của Chúa. Trong cuộc họp báo vào cuối Đại hội Giới Trẻ Lisbon, chia sẻ với hãng tin ACI Prensa vào ngày 6 tháng 8, Đức Hồng Y Joan Roger Omela, Tổng giám mục của Barcelona
và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã gọi sự việc có thể gọi là phép lạ này. Đó là ân sủng của Chúa. Ngài cho biết Ngài đã nói chuyện với Jimena qua một cuộc gọi video và cô giải thích những gì đã xảy ra một cách tự nhiên. Ngài cho biết cô đã bị mù một thời gian và đang học chữ nổi. Đức Hồng Y lưu ý rằng các bác sĩ sẽ phải đánh giá sự việc xem có phải là phép lạ không. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đó là một sự kiện trọng đại đối với cô. Chúng ta hay gọi đó là phép lạ. Cô đã không nhìn thấy và bây giờ nhìn thấy. Bây giờ các bác sĩ có thể nói phần còn lại. Nhưng cô trở về nhà và nhìn thấy lại. Cô nhìn thấy và cô chúc tụng Thiên Chúa. Phục hồi thị lực của tâm hồn. Ngài cũng cho biết Ngài đã bị đánh động bởi những chứng từ khác từ những người trẻ tại Đại hội Giới Trẻ Lisbon, những người cũng đã phục hồi thị lực nội tâm của họ. Thưa anh chị em và các bạn, điều quan trọng là phần kết. Đấy là những người trẻ mà tham dự Đại hội Giới Trẻ Lisbon hoặc là trực tiếp đến tận nơi hoặc là qua những phương tiện truyền thông được phục hồi thị lực nội tâm của họ. Đó mới là điều quan trọng hơn cả. Có thể các bạn ở đây mắt mình rất sáng, thị lực mình rất tốt, không cần đeo kính, nhìn rất rõ, nhưng mà bạn chỉ thấy tiền thôi, bạn chỉ thấy quyền thôi, bạn chỉ thấy sắc đẹp thôi, bạn chỉ thấy những cái gì hấp dẫn, hào nhoáng bề ngoài mà thôi. Còn nội tâm của bạn, cái thị lực nội tâm của bạn bị mù, bị mờ, bị lòa, chả thấy gì hết. Chẳng thấy giá trị thiêng liêng, chẳng thấy giá trị tâm linh, chẳng thấy giá trị tinh thần, chẳng thấy cuộc sống đời sau như thế nào, chẳng thấy lòng bác ái ra sao, và nhất là lòng thương xót không hề có, thì bạn đã bị mù nội tâm rồi. Thị lực nội tâm của bạn đã bị lờ mờ, mù, nhòa. Và khi người ta tham dự Đại hội Giới Trẻ, những đêm canh thức tôi đã từng đi tham dự Đại hội Giới Trẻ, cả triệu bạn trẻ đêm mà đốt nến, họ canh thức với nhau, họ cầu nguyện, họ ca hát, họ múa nhảy, họ chia sẻ. Lúc đó thị lực nội tâm của họ mở ra, bừng sáng lên. Có những người đến chỉ để vui thôi, có những người đi chỉ vì tò mò thôi, có những người đi thì người ta đi thì mình cũng đi, có những người đi thì để hãnh diện vì mình đã từng tham gia Đại hội Giới Trẻ, có những người đi mà chẳng để tâm, chẳng quan tâm gì cả, chú ý đến những cuộc vui ấy. Thế nhưng mà khi đến đó, nhất là những buổi tối đốt nến cầu nguyện, những giờ mà đi chẳng đàng thánh giá và nghe Đức Giáo Hoàng cầu nguyện, cũng như là cùng cầu nguyện Đức với Đức Thánh Cha và nghe những bài giảng của Ngài, lúc đó cái thị lực nội tâm của mình mới được phục hồi, mới được chữa lành. Và đó là điều quan trọng. Mà ai mà kiểm soát được hết tất cả những cái đó? Mà những người được những cái đó họ cũng chẳng nói làm cái gì. Cho nên biết bao nhiêu điểm thiêng, biết bao nhiêu dấu lạ do quyền năng lòng thương xót Chúa thực hiện, nhưng mà người ta không nhận ra. Có khi người ta nhận ra nhưng mà người ta không tôn vinh, người ta không mạnh dạn đứng lên làm chứng. Đó là ân sủng của Thiên Chúa. Mà Đức Hồng Y bảo chúng ta có thể gọi đó là phép lạ, vì trước cô không thấy và bây giờ cô đã thấy. Vậy thì từ trước tôi là một người mà chẳng thấy được lòng thương xót Chúa đâu cả. Tôi chẳng thấy người anh em của tôi là hình ảnh của Thiên Chúa gì hết. Tôi chẳng thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm. Nhưng mà bây giờ có một biến cố nào đó, ví dụ đi tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, hay là có người nghe một bài giảng lòng thương xót Chúa, có người nghe một buổi điểm hẹn Chúa Nhật, có người nghe sống đời chứng nhân, rồi tự nhiên cái thị lực nội tâm đã bị mù, bị mờ, bị dần dần sáng lên. Có nhiều người đã chạy đến tòa hòa giải, có nhiều người đã đi làm hòa, có nhiều người đã thay đổi cuộc sống của họ. Biết bao nhiêu những điều thi dấu lại như thế.
nhiều lắm thưa anh chị em. Hằng ngày chúng tôi chứng kiến rất là nhiều. Và đó mà chúng tôi gọi là chuyện khó tin nhưng có thật. Mỗi ngày trang nhật ký lòng thương cho Chúa được viết hết trang này đến trang kia. Có nhiều khi họ đến, họ nói mà tôi không kịp viết. Họ nói thao thao bất tuyệt với những ân huệ Chúa ban. Họ là những người ngoại đạo, họ là những người từ miền Bắc, từ miền Trung, từ miền Tây. Họ là những người từ bên Mỹ, từ bên Úc, từ bên Canada, từ những nước khác trở về. Và nhất là những người từ bên Trung Quốc. Những người từ bên Trung Quốc họ về họ kể, họ loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào. Vì bên Trung Quốc những phương tiện truyền thông đâu có được như chúng ta. Zalo hoặc Viber hoặc là YouTube đâu có. Không được sử dụng tự do như vậy. Rất là hạn chế. Vậy mà người ta bảo điều lạ lùng là người ta vẫn có thể đem những đài của cha về nghe, rồi người ta vẫn có thể mỗi ngày lấy những bài giảng mới nhất từng ngày rồi họ gửi cho nhau, họ gửi cho nhau bằng những phương tiện truyền thông mà chỉ có thể được sử dụng ở bên Trung Quốc mà thôi, với sự hạn chế tối đa, đặc biệt là về mặt tôn giáo. Chúa vẫn làm những phép lạ đó. Những phép lạ kỳ diệu đó. Tưởng là không thể được. Chuyện khó tin nhưng có thật. Mời anh chị em nghe tiếp những câu chuyện của những con người mạnh dạn nói lên những ân huệ Chúa ban cho họ. Thưa cha, con là Maria Vũ Thị Hồng Vân, năm nay 31 tuổi, hiện đang sống tại Mỹ. Con lập gia đình năm 2017. Con đi bác sĩ thì được biết là trường hợp của chúng con khó có con hơn bình thường. Con phải uống thuốc trong một thời gian dài, sau đó vẫn không có kết quả gì. Bác sĩ khuyên vợ chồng con là nên làm thụ tinh nhân tạo hoặc là thụ tinh trong ống nghiệm. Vợ chồng con đã quyết định làm thụ tinh nhân tạo. Trong lúc chờ đợi làm thì con có nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho vợ chồng chúng con. Lúc đó, cha đã trả lời tin nhắn của con và nói là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng chúng con có em bé theo phương pháp tự nhiên chứ không phải theo phương pháp thụ tinh nhân tạo mà giáo hội không cho phép. Và đúng thật là như vậy cha ạ. Con đã biết tin mình có em bé ngay trước lúc đến hẹn với bác sĩ để làm thụ tinh nhân tạo. Và bây giờ con đang mang thai ở tuần thứ 27. Con cũng có nhắn tin cho cha để báo tin vui và tạ ơn lòng thương xót Chúa đã cho vợ chồng con có được đứa con như lòng mong ước. Mong ước của chúng con là một ngày nào đó con sẽ đem con của con về gặp cha cùng với cộng đoàn để tạ ơn lòng thương xót Chúa. Chuyện khó tin nhưng có thật. Các bác sĩ bảo này không có mang thai tự nhiên được, phải dùng phương pháp tự nhiên thôi. Nhưng mà đối với Chúa không gì là không thể. Mọi sự đều có thể, miễn là mình tin. Và họ được ơn như vậy, họ dám mạnh dạn nói lên những ơn huệ mà Chúa ban cho họ như thế. Con là Maria Thúy Nguyễn, 50 tuổi, đang ở Hoa Kỳ. Con là người Tân Tòng, mới lấy chồng và theo đạo được 5 năm. Con được rất là nhiều ơn của Chúa. Khi còn ở Việt Nam, con đã được ơn rồi, nhưng con không nhận ra. Khi con qua Mỹ, trong 2 năm đầu con bị stress lắm. Bữa đó con đi thăm người quen từ Việt Nam qua. Thím đó cho con cái đài bài giảng lòng thương xót của cha, con mừng lắm. Ngày nào con cũng nghe. Rồi con hết stress, được bình an trở lại. Con được ơn chữa lành rất nhiều bệnh. Chồng con có việc làm tốt hơn. Con cũng có chỗ làm khác vui hơn. Ngày nào con cũng nghe mấy bài giảng lòng thương xót tới chai pin luôn. Rồi con bị đụng xe, đầu xe tan nát mà tụi con không bị gì hết. Con cầu xin Chúa cho con mua được tiệm nails. Khi con mua được thì con bắt đầu chối Chúa. Con bắt đầu cúng ông địa, con bắt đầu
quên mất ơn huệ của Chúa. Ngày đầu tiên bước vào tiệm là con đã quên Chúa rồi. Con đã rước thần tài về để khấn cho làm ăn phát tài. Chúa đánh con từ lúc đó. Con mở tiệm mà thất bại, ê chề. Con thấy con đã bỏ Chúa cho nên không được gì hết. Con xin Chúa tha tội cho con ăn năn, Chúa lại thương cho con làm ăn được. Nhưng đức tin của con quá yếu, mỗi lần gặp thất bại lại bỏ Chúa, và như vậy con thấy rất đau khổ. Con nhắn tin xin cha cầu nguyện cho việc làm ăn của con. Con nhắn tin xin cầu nguyện rất nhiều và cha đều trả lời. Con xin Chúa nâng đỡ việc làm ăn của con vượt qua khó khăn, con sẽ về để làm chứng cho Chúa. Nhưng khi chuẩn bị về, con lại nói với Chúa là lần này con không làm chứng được vì con thấy ơn Chúa chưa đủ để lần sau. Con cứ khất lần với Chúa việc ấy. Tết năm 2023, con về Việt Nam gặp cha, rồi lấy mấy bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi làm bác ái. Cha nói xin ơn gì thì viết ra, nhưng con không viết gì hết. Con không biết xin gì, con viết vài câu thôi. Nhiệm vụ là gặp cha cho xong, lòng cũng an tâm. Không xin làm chứng như lời hứa, rồi con bắt đầu lao vào vui chơi với bạn bè, ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Rồi con lại đi thầy bùa thầy ngải để xin cái phép làm ăn. Và khi đi thầy bùa thầy ngải xin cái phép làm ăn đó, con nói rằng là chắc Chúa không biết đâu, mình xin lén lút như thế này làm sao mà Chúa biết được, con giấu kín mà. Rồi trước ngày về Mỹ, con lại thấy lương tâm áy náy, con đi xưng tội mê tín dị đoan. Và kỳ này là làm ăn ngon lành, không sợ nữa vì mình có phép rồi. Đi xưng tội nhưng mà lại rước phép của thầy bùa về và bảo rằng là kỳ này làm ăn ngon rồi vì có phép của thầy bùa. Thế là Chúa đánh con tơi bời, thê thảm trong vòng một tuần lễ. Con dâng bông Đức Mẹ ngoài tiệm, con làm kệ rất chắc, bình bông dễ gì rớt. Thế mà khi con vừa để bình bông lên, bình bông rớt xuống đất luôn. Con biết là lỗi của con, mẹ đã nhắc nhở con đừng chạy theo bùa ngải mê tín dị đoan nữa. Từ đó con mạnh dạn đốt luôn, bỏ luôn cây lá bùa đó, con làm lại cuộc đời. Con xin cho cháu của con là một người ngoại đạo được ơn từ bỏ ma túy. Mẹ dâu, mẹ của cháu dâu con là thầy bói. Con nói cầu nguyện Chúa đi. Cháu không tin mà còn cười nữa. Cháu chơi càng ngày càng nặng, vừa ma túy vừa cờ bạc trên mạng. Tiền in ra không kịp khô để trả nợ. Mẹ chồng với con dâu ngày nào cũng khóc, con nghe mà chịu không nổi. Khuya 3 giờ, con dậy đọc kinh lòng thương xót. Con xin cho cháu con được ơn Chúa và cho vợ nó biết đến Chúa. Con xin hoài không được. Bữa đó con nói với Chúa là thôi, con mệt mỏi lắm rồi, xin mãi mà không được. Cháu con càng ngày càng tệ, con buông luôn, Chúa muốn làm gì thì làm. Chính lúc đó Chúa lại ra tay. Chúa sờ chạm đến cháu dâu của con, vì cháu dâu của con là đứa cứng đầu nhất. Bây giờ chính nó lại là đứa biết cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, đã biết nghe đài bài giảng lòng Chúa thương xót. Cháu con cai nghiện được 2 tuần rồi, rất là khôn và rất là bình an. Con mừng lắm, con cầu nguyện ước gì cháu con bỏ được ma túy cờ bạc. Tháng 3 2024 con về làm chứng cho Chúa và có gia đình cháu luôn. Nhưng Chúa không cho con hứa lâu. Lần này con về đột xuất, chưa đến ngày hẹn mà Chúa đã ban ơn cháu của con được ơn hoán cải rồi. Cho nên con không thể lần lỡ được nữa mà phải làm chứng cho Chúa ngay bây giờ. Khi làm được chuyện đó, con thấy ơn lớn nhất của con là ơn bình an và tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy Chúa chịu đựng nhiều ấy chứ, phải không? Có người ta cứ có cái chuyện rồi mới chạy đến với Chúa. Chạy đến với Chúa rồi hết chuyện lại bỏ Chúa. Rồi có chuyện lại chạy đến với Chúa, rồi hết chuyện lại bỏ Chúa. Chúa bảo vậy thì lúc nào tao cũng phải làm cho mày có chuyện để mày chạy đến với tao à? Anh chị em thấy mình có mâu thuẫn không? Cứ có chuyện mới chạy đến. Vậy thì mình thích có chuyện mà, phải không? Có chuyện để mà chạy đến với Chúa. Tại sao Chúa chỉ cho để yên hàn, mình không chạy đến với Chúa để cho tiếp tục cuộc sống yên hàn, không có chuyện gì xảy ra? Mà cứ không có chuyện gì xảy ra cái là bỏ Chúa, để Chúa phải có chuyện lại chạy đến với Chúa. Lòng thương xót Chúa cứ kiên nhẫn đợi chờ chúng ta hết năm này qua năm khác, hết lúc này qua lúc khác. Bao lâu còn thở là ta biết rằng là mình còn có khả năng bỏ Chúa. Và bao lâu mình còn có khả năng bỏ Chúa thì Chúa vẫn cứ miệt mài tìm cách để mà cứu vớt ta. Vì Chúa không muốn để bất cứ ai trao mà cha trao cho Ngài phải hư mất, lạy cha. Con không muốn để cho bất cứ ai mà cha trao cho con phải hư mất. Cho nên Ngài đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Anh mới thay cái máy quay phim phải không? Máy tốt không? Tốt. Cái máy cũ còn xài được không? Không xài được thì bỏ. Bán lạc son hay là để lại cho ai để? Nhưng mà Chúa bảo không. Con người không phải như cái máy. Con người không phải như cái máy, không phải có mới nơi cũ mà sửa nó cho bằng được. Nhưng đem cái máy ra sửa lại cho bằng được. Và đối với Chúa, máy mới, máy cũ, máy nào cũng là máy. Người là quan trọng, con người là quan trọng. Cho nên con người tốt và con người xấu thì Chúa đi tìm và cứu chữa cái người xấu đó để nó trở nên tốt. Còn người tốt, cẩn thận. Máy mới, cẩn thận, không biết sử dụng nó cũng hư thôi. Chứ không phải máy mới là an toàn, chưa chắc. Chưa quen sử dụng, phải học, phải hò, cẩn thận. Nó nhạy quá, đập bụng cái nút delete là tiêu luôn. Hồi xưa còn phải bấm cái nó mới delete, còn đi việc quệt cái delete. Cầm cái ngủ gật cái quệt cái nó delete, amen rồi. Cho nên con người cũng vậy thôi. Con người mình cũng vậy thôi. Khi mình được ơn của Chúa thì cẩn thận. Như cái người chị em đây này, được ơn của Chúa xong rồi bắt đầu đi ăn chơi. Rồi đi rước thầy bùa thầy ngải về, rước phép về. Chúa đánh cho tơi bời. Càng xin phép của thầy bùa thầy ngải thì làm ăn càng thất bại. Tỉnh chưa? Tỉnh đưa lại quay về, Chúa lại ban cho. Tính là đến sang năm 2024 mới quay về làm chứng cho Chúa cơ. Bảo chắc là phải đến năm 2024 cháu con nó mới quay trở về. Ai ngờ bây giờ về nó đã quay trở về rồi. Phải bắt buộc phải lên làm chứng thôi. Chúng ta thấy không ạ? Cái gì mà Chúa đã tính được thì mình không thể cưỡng lại được. Nằm trong kế hoạch, trong chương trình của Chúa rồi, mình không thể bẻ lái. Chúa có quyền bẻ lái, Chúa là người lái chứ không phải là mình. Mình ngồi trong toa, ngồi im đó. Khi nào tới thì toa hóc. Tới chưa? Ngồi im, khi nào tới thì sẽ ngừng thì biết chứ gì đâu mà cứ rối lên. Mày muốn lái à? Nên có những khi mà anh tài xế nó ngồi, rồi cha sứ ngồi bên cạnh. Ê, coi chừng, ê, coi chừng, ê, từng dừng lại, ê, chạy chậm lại. Bìa cha lái hay con lái? Cha làm lễ thì tốt đấy, nhưng mà lái xe cha không biết lái thì cha ngồi im đó, để con lái. Cha không biết lái mà cha cứ lái, con nghiêng bên phải, nghiêng bên trái. Con lái con phải biết chứ, sao không biết được. Đôi khi mình cứ ngồi nhắc chừng Chúa, đúng không? Chúa ơi, ra tay đi, ra tay về sớm quá, nhỡ trễ sao? Trễ sớm ta biết chứ mày biết à? Nhưng mình sốt ruột chỉ muốn làm ngay thôi. Giống như tôi tính được cái gì muốn làm ngay. Nó vừa khoe có may mới khoe tốt lắm rồi. Làm ngay chiều hôm nay đi. Nó đi nó kỳ tìm. Nghĩ tưởng rằng mình có tiền thì mình có thể mua được dễ mà. Ta bảo có tiền mua tiền cũng được mà. Có tiền mua máy xong được. Chẳng lẽ có tiền mà không mua máy được. Đi đâu mà không có trời. Bây cả thành phố không có. Mà con thấy đây phép lạ. Mà nó nói với tôi phép lạ, tôi giật mình. Một thằng này khô như ngói này bây giờ cũng nhận ra phép lạ rồi. Bảo phép lạ đấy, bảo sao vậy? Cả thành phố còn tìm chẳng được chỗ nào có cái máy rồi. Có lạ thật.
Rồi đại lý không có, chạy đến nhà phân phối. Nhà phân phối nó bảo bây giờ muốn nó có thì phải chờ 2 tuần hay là 1 tháng ship về chứ không có sẵn. Bảo bây giờ chiều nay cha quay ngay ngay rồi không có máy thì lấy gì quay. Bảo cha nào bảo cha Long, vậy cha Long thì cầm máy này về đi. Máy demo, máy hàng trưng bày cầm về đi, xài đi. Vẫn mới toanh mà, chỉ để cho người ta trưng thôi, người ta thử thôi mà. Về quay đi rồi 2 tuần sau có hàng mới quay lại đổi. Nói pháp lạ đó cha. Chứ nếu mà tụi con mà quay phim chơi thì chưa chắc nó để lại đâu. Nhưng mà quay lời Chúa họ mới để cho cha đấy. Tôi thấy, có thấy bàn tay của Chúa chưa? Nếu mà tôi mua tôi đi quay sinh hoạt, quay chơi chắc chắn không có đâu. Hay anh quay phim để anh kiếm tiền chắc không có được đâu. Còn đây, nó nói con chiều nay cha phải quay lời Chúa. Ờ vậy thì cầm về đi. Rồi khi nào có máy mới thì đem lại đổi. Sướng không? Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Thế mình nhìn với cái đó mình mới thấy. Mà tôi cũng không để ý mà nó bảo với tôi là đó là phép lạ đó cha. Cả thành phố Sài Gòn này không có. Nó chuyên môn mà, nó đạo diễn mà, nó trong nghề mà, bọn bảo tìm ra máy, tôi còn sao chịu nổi. Hay thế nhưng mà nó nhận là đó là phép lạ đây. Có thể người khác bảo, ôi chuyện đó chuyện bình thường, người ngoài cho rằng bình thường. Nhưng mà trong cuộc mới cảm nhận được thế nào là quyền năng của Chúa. Mà nếu mình có một chút đức tin, mình sẽ thấy rằng là đó có bàn tay của Chúa can thiệp trong chuyện này. Còn nếu mình không có đức tin bảo ờ thì hên thôi, may thôi, rồi cuối cùng hay không bằng gì, hay không bằng hên, chẳng có hay chẳng có hên gì cả. Nếu mà Chúa không ban, chả có chuyện gì xảy ra. Con cảm tạ Chúa, con là người đạo theo, con đã nghe lời giảng của cha nhiều rồi, con đã được ơn hoán cải, biết yêu thương và sống khiêm nhường, và được rất nhiều ơn của Chúa. Con cầu nguyện với Chúa ban cho cha có sức khỏe và bình an để cha giảng bài mỗi ngày cho chúng con. Con rất mong muốn cho mỗi người cũng được biết đến Chúa như con. Giờ đây con sống rất bình an. Cảm tạ Chúa và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã làm rất nhiều việc bác ái cho những người dân nghèo. Con gái của con là Maria Tuyết cũng đã đến với cha và đem máy bài giảng lòng thương xót Chúa cho con để đi chia sẻ với những người ốm đau và những người ngoại đạo. Con tin thác vào Chúa. Amen. Những người đạo theo, nhiều khi chúng ta nghĩ mình là đạo gốc mới ngon. Mà đây là người đạo theo mà được Chúa ban cho ơn hoán cải, biết yêu thương, khiêm nhường, rồi sống bình an, rồi khao khát nghe lời Chúa mỗi ngày, và nhất là lại đem mấy bài giảng lòng thương xót Chúa cho những người ốm đau và những người ngoại đạo nữa. Chuyện khó tin nhưng có thật. Cha Long kính thương, đây là chị Võ Thị Hoa, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1955, hiện đang nằm trong khoa hồi sức tại bệnh viện Sunshine St. Albans, Melbourne, bên nước Úc. Con làm thông dịch viên cho bệnh viện và được gọi đến để dịch cho chị. Chị bị tai biến ngày 14 tháng 5 2023. Chỗ tai biến nằm sâu trong bộ não bên phải nên phần bên trái bị tê liệt. Chị này mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được mấy sơ đem về nuôi, cho nên chị có đạo. Chị có nghe các bài giảng lòng thương xót Chúa của cha trên mạng, và chị ao ước có người liên lạc với cha để xin cha cầu nguyện cho chị vì chị không có email. Chị không có bà con thân nhân nào ở bên Úc cho nên rất cô đơn và buồn khổ. Chị nhờ con viết email xin cha cầu nguyện cho chị được hồi phục và có được một căn hộ của chính phủ. Chị không có nhà. Trước đây chị phải ngủ trong xe và sau đó ở nhờ căn hộ một bác lớn tuổi. Chị ao ước có được một chỗ ở riêng. Con đưa máy bài giảng lòng thương xót Chúa cho chị hôm kia, và hôm qua con đưa bài đọc kinh lòng Chúa thương xót cho chị. Con dặn chị là cứ nói chuyện với Chúa Giêsu,
Chị đọc kinh lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều và xin Chúa cho cử động được. Hôm qua tay chị không nhúc nhích được. Vậy mà mới qua một đêm chị đã giơ tay lên được. Chị rất mừng và đồng ý cho con chụp hình gửi cho cha để làm chứng. Nói có sách, mách có chứng, đây là hình của chị trước và sau khi được Chúa chữa lành. Cảm tạ Chúa đã ban đặc ân cho cha để cha mang lòng Chúa thương xót đến với mọi người. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chị Hoa. Chị này đã đi lại được với khung đi walking frame. Như con đã cho cha biết trong thư trước thì chỉ một ngày sau khi nghe máy và đọc kinh lòng thương xót, tay chị đã cử động được. Trước đây thì chân trái cũng bị bất toại và nhân viên bệnh viện phải dùng máy cẩu để đưa chị ra khỏi giường. Hôm nay chị đã được đưa về nhà rồi. Chị nhờ con gửi lời ngợi khen Chúa. Chị nguyện rằng từ đây về sau chị sẽ quảng bá, loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa giữ gìn cha, để thông qua cha, Chúa ban ơn chữa lành cho cả thế hệ người Việt đang trong cơn lầm than khó khăn. Còn là Bích đang ở bên Úc. Cha ơi, có một chị ngoại đạo từ Ba Lan về ao ước được gặp cha một lần. Đợt trước, người ngoại đạo ở Quảng Bình nhận được đài của cha gửi rồi. Họ vui mừng lắm. Họ còn chia sẻ đài lòng thương xót Chúa cho người có đạo, nhưng lại không biết về lòng thương xót Chúa. Thật là kỳ lạ phải không cha? Còn Loan Lâm. Anh chị em có thấy lạ không mà có thấy vui không? Một người ngoại đạo từ Ba Lan về ao ước để gặp chúng tôi. Rồi người ngoại đạo ở Quảng Bình thì nhận được cái đài chúng tôi gửi và đem cái đài ấy chia sẻ cho người có đạo nhưng không biết đến lòng thương xót. Người không đạo thì biết đến lòng Chúa xót thương. Người có đạo thì không biết lòng thương xót Chúa là gì cả. Chuyện khó tin nhưng có thật. Tạ ơn Chúa lòng thương xót. Thế là cha đã hồi âm cho con, vì con đang học viết và gửi email. Nhận được email của cha, con mừng và xúc động vô cùng. Giờ này là gần 12 giờ đêm mà cha vẫn còn đang thức làm việc. Xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để cha rao giảng lời Chúa và soạn bài Món Ăn Tinh Thần mỗi ngày gửi cho chúng con. Con toàn nhận lời Chúa vào chiều tối hôm trước theo giờ của chúng con trên toàn thế giới. Cảm ơn cha đã cho máy bài giảng và ảnh lòng thương xót. Con là đứa con tội lỗi, âm thầm theo cha từ năm 2017 đến nay. Nhờ được nghe cha giảng dạy, con mới có thêm sức mạnh và lòng tín thác trong đời sống. Hàng ngày chúng con không ngừng mở mạng nghe cha giảng lời Chúa và các chương trình cha làm trong tuần. Chúng con rất thích cha đọc Hạnh Các Thánh, Chuyện Sư Tích Cũ, rồi Tản Mạn Cuối Tuần, rồi Hiệp Hành Điểm Hẹn Chúa Nhật. Con xin lỗi cha, điều này là chứng thực con không nói quá đâu. Núi đá mà chú phán một lời thì núi đá cũng di chuyển, nhưng chồng con thì khác cha ạ. Anh ấy không di chuyển đâu. Anh ấy hiền lành, nhưng chỉ thích nghe thời sự bên này thôi. Con mở nghe các cha giảng, anh cũng không nghe, còn nhạo cười còn nữa. Tạ ơn Chúa soi sáng. Nhờ có cha mẹ, anh chị, gia đình con và chị Hạnh giới thiệu về cha, con mở nghe cha làm lễ ở giáo điểm tin mừng. Anh trai và chị dâu con cũng vào Sài Gòn đến giáo điểm tin mừng. Con mở to dần dần cho anh nghe theo con, rồi anh nghiện nghe lúc nào không biết. Nhất là hôm có anh Trí Tài đến giao điểm tin mừng và chú ngoại đạo làm bài thơ tặng vợ ngày mùng 8 tháng 3 cho đến bây giờ. Những bài giảng cũ nghe lại vẫn còn thích. Nghe bài mới hàng ngày xong, anh quay lại các chứng nhân từ trước đến giờ, nghe đến thuộc lòng luôn. Nghiện cha đến mức bỏ tivi và không nói chuyện linh tinh thời sự xã hội nữa. Con mừng là anh đã thay đổi. Con xin phép cha được góp một chút nhỏ để nhờ cha làm radio chuyển tới các vùng sâu, vùng xa, chưa rộng rãi có mạng Internet để được nghe lời Chúa trong công cuộc rao giảng của cha về lòng Chúa thương xót.
Còn một giờ nữa là con phải lên sân bay trở về nước. Thì cháu con gọi con, chờ một lát, cháu nhận được radio bài giảng của cha rồi. Đúng là phép lạ cha, con mong ngóng đợi cả chục ngày. Thế là con mang được mấy bài giảng lòng thương xót của cha đi nước ngoài. Con về thấy ba mẹ con, người thì 93 tuổi, người 94 tuổi, xếp đài bài giảng lòng thương xót của cha một hàng ở trên đầu giường, mỗi người có 5 hoặc 6 cái. Nghe cái này thì cắm pin cái kia, rồi nghe hết pin lại lấy ra nghe, rồi thay cái khác, cứ liên tục 5 cái chạy suốt từ sáng đến tối, nghe suốt ngày suốt đêm như thế. Còn xin lỗi cha, cháu con còn copy bài giảng mới của cha lắp vào máy cũ để cho mẹ con nghe, vì mẹ con không biết mở mạng. Còn chung quanh họ hàng chòm xóm trong giáo xứ quê con, nhà nào cũng mở tivi, có YouTube nghe cha giảng ngày ngày. Tự nhiên con thấy vui lắm cha ạ. Vì chúng con bên này đi lễ hàng tuần nhưng ngôn ngữ không hiểu. Chúng con đói khát lời Chúa, chúng con được cha ban lương thực hàng ngày như vậy thật là quý. Chúc cha nhiều ơn Chúa và sức khỏe để rao giảng tin mừng cho chúng con mỗi ngày. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Đứa con tội lỗi nơi đất khách quê người, Cecilia Nguyễn. Hôm trước con nhờ cha cầu nguyện cho người tân tòng. Nếu không được phần xác thì xin Chúa lo liệu phần hồn cho em ấy. Chúa nhận lời luôn hôm sau. Bà mẹ và gia đình em ấy đồng ý để cha vào sức dầu và cho hiệp lễ thiêng liêng. Hôm qua bà nhờ con vào bệnh viện đọc kinh lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ cho em ấy với gia đình. Nếu Chúa không ra tay, không thể được đầu cha ạ, họ cứng lắm. Hiện tại sức khỏe của em đã khá hơn và vẫn nghe đài lòng thương xót Chúa liên tục. Con tặng đài, nhiều người được ơn lắm. Người bên lương được ơn chữa lành nhiều hơn. Có một em đạo Phật bị suy gan nặng nhưng nghiện rượu không bỏ được. Sức khỏe yếu, nhờ nghe đài bài giảng nhân chứng, em ấy đã bỏ được rượu và sức khỏe khá hơn nhiều. Mỗi lần con dâng giờ kinh 3 giờ với người ngoại đạo, con dặn họ tạ ơn Chúa bằng cách nói về ơn của mình đã nhận được với mọi người và tặng đài lòng thương xót Chúa hoặc cho người khác mượn. Phần nhiều họ cho mượn chứ không muốn cho, vì họ rất thích, muốn giữ, không muốn cho đi luôn. Chị chồng con ở Bắc Giang, nhà có miếu thờ ở trước cửa nhà và hay xem bói cho mọi người. Nhờ nghe đài, chị ấy được ơn Chúa chữa lành bệnh đau khớp gối. Bây giờ chị ấy bỏ không còn coi bói cho người khác nữa, mà nghiện đài và bài giảng lòng thương xót Chúa của cha. Con khuyên chị ấy bỏ miếu đi. Con lại bị thử thách nhưng con luôn tin tưởng và phó thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Hết giờ chưa các bạn? Còn 2 phút nữa, 3 phút nữa, 3 phút nữa thì tôi đọc một lá thư cuối. Đây là những người chúng con trao gửi những chiếc máy về lòng thương xót Chúa. Trong đó có người có đạo nhưng không còn đi lễ, chạy theo bói toán. Có người không biết về Chúa. Có người bệnh tật, ốm đau, khao khát nhận biết Chúa và cả chúng con yêu đuối tội lỗi. Những khó khăn trăn trở trong cuộc sống của chúng con xin dâng hết lên cho Chúa. Xin cha cầu nguyện cho chúng con được ơn quay về và bền đỗ với Chúa trong suốt cuộc đời của chúng con. Xin Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe để hướng dẫn và dìu dắt chúng con trên đường về nhà cha. À, đây là một lá thư cuối cùng đi. Lá nào cũng hay, hút bỏ lá thư nào. Rồi mời chị em nghe một lá thư nữa nha. Chị Nguyễn Thị Anh ở Thái Bình là người ngoại đạo, bị tai biến, bất tỉnh, tổn thương não 50%. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi chị nghe mấy bài giảng lòng thương xót Chúa con gửi tặng. Chị đã tỉnh, dần dần bình phục, ngày càng khỏe mạnh. Chị này là chị của một bạn làm trong công ty của con. Con nói với bạn ấy,
Nếu muốn chị mau khỏe thì người nhà và chị bệnh cũng phải đọc kinh lòng thương xót Chúa, hợp ý cùng cha khấn với Chúa mới mau khỏe. Gia đình họ đã đồng ý và họ đã làm và Chúa đã ra tay. Hallelujah! 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 Vâng, thưa anh chị em và các bạn, để chúng ta tạm khép lại những trang nhật ký lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, những câu chuyện khó tin nhưng có thật, bằng một bài hát Còn Xin Một Chỗ. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 107. Xin Chúa cho mỗi người chúng con có một chỗ trong trái tim của Chúa, và nhất là xin cho chúng con mở rộng trái tim của mình để Chúa cũng có một chỗ trong trái tim của con. Con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu.